chào các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của hot girl Trần Thanh Tâm. Trần Thanh Tâm sinh năm 2000 tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang là sinh viên của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Trần Thanh Tâm có chiều cao 1m70, nặng 53kg. Trong một mục chia sẻ mới đây, cô nàng Trần Thanh Tâm với câu nói trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ đã có những chia sẻ về quá trình nổi tiếng của bản thân. Mỗi ngày thức dậy, mạng xã hội lại chào đón vô số những cái tên mới nổi, dù đủ những biệt tài khác nhau từ ca hát, nhảy múa, thời trang cho tới cả những chiêu hơi bị xàm xàm. Tuy nhiên, không phải tất cả họ đều được nhớ đến và trở nên viral, mà chỉ có một vài người với những cái duyên đặc biệt thì mới nổi tiếng mà thôi. Thời gian gần đây, cô gái có tên Trần Thanh Tâm với câu thả thính trứng rán cần mỡ, bóc cần bờ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ chính là một hiện tượng cô nàng đã đang càn quét khắp mạng xã hội từ TikTok cho đến Facebook, Instagram và thu về lượt theo dõi khổng lồ trên trang cá nhân. Cũng nhờ đây, Thanh Tâm bỗng dưng đắt sâu đi dự sự kiện và sắp tới lại còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Bí quyết chơi TikTok nói riêng và mạng xã hội nói chung hiệu quả đến mức kiếm được tiền. Chào Tâm, lần trước mình đã trò chuyện rồi nhỉ, nhưng lần này mình sẽ trao đổi sâu hơn một chút nhé. Tâm biết đến TikTok như thế nào? Là người trẻ thì chắc chắn không thể không biết đến TikTok rồi. Bản thân em cũng dùng mạng xã hội này lâu rồi, thấy được thư giãn khi xem những clip ngắn và thú vị. Tuy nhiên, lúc đó em chưa hot lắm vì chưa làm được nội dung gì đặc biệt. Em chỉ up những thứ giống các bạn khác vẫn làm như quay clip theo trend hoặc diễn xuất theo người nổi tiếng mà thôi. Vậy bí quyết nào giúp Tâm nâng tầm tài khoản của mình và trở nên nổi tiếng như hiện tại? Dạ, có một hôm đang lướt Facebook, em nhận ra nhiều người hay thả thính nhau nên em quyết định sẽ làm nội dung này để đổi mới xem sao. Và may mắn đã mỉm cười với em khi những clip đó được mọi người share qua trời. Đến tận bây giờ có nhiều người xem và cover câu nói của em nữa. Em bất ngờ về điều đó lắm và phải thú nhận rằng em không có bí quyết nào đâu ạ. Em chỉ diễn một cách tự nhiên theo đúng cá tính của em thôi. Kèm theo đó em cũng sưu tầm và xào nấu lại những câu thả thính trên mạng để video thêm phần sinh động. Nói chung là mình phải để ý xem cái gì đang hot nhưng vẫn phải đưa dấu ấn cá nhân của mình vào ấy ạ. Nhiều người cứ nói clip của em nhạt, nhưng kỳ thực cũng không đến nỗi nào đâu. Thậm chí em còn thấy chúng khá hài hước và vui vẻ nếu như ai đó dùng để thả thính thật sự với những người mình quan tâm ấy chứ. Cuộc sống đã nghiêm túc nhiều rồi, tự thưởng cho mình niềm vui và đôi khi là sự cợt nhả có giới hạn thì cũng không có vấn đề gì mà, có đúng không ạ? Bạn có nghĩ một ngày nào đó thả thính sẽ chẳng có ai xem nữa không? Có một sự thật không thể chối cãi, đó là trào lưu thì sẽ có lúc thịnh và lúc suy. Bản thân em biết điều đó nên đang cố gắng làm thêm nhiều nội dung khác như đàn cover, diễn xuất phong phú hơn. Tuy nhiên thì trước mắt thì thả thính vẫn chiếm sóng chủ yếu trên kênh của em vì đó là chất riêng và giúp em nổi tiếng mà. Nói một chút về chuyện thu nhập đi, bạn kiếm được nhiều tiền không kể từ khi nổi tiếng đến bây giờ? Bạn đã tự sắm sửa cho mình được gì chưa? Thật sự, em cũng chưa kiếm được nhiều tiền lắm đâu ạ, vì em cũng bận tham gia các hoạt động khác để đưa tên tuổi mình đi lên, cũng như giữ vững phong độ em đang có. Thường thì các sản phẩm như mỹ phẩm, quần áo để quảng cáo gửi cho em thì em sẽ dùng luôn, xem như tử thưởng cho bản thân và tiết kiệm chi phí ạ. Vì giờ em cũng sống tự lập nên không thể phung phí cho bản thân quá nhiều. Với lại ngoài ra em còn đi sự kiện và cũng có cát xê, nhưng mà em xin phép không tiết lộ. Nhiều người nói giới trẻ bây giờ hay sống ảo. Bạn có nghĩ mình cũng đang nằm trong số đó không? Thật sự là em thấy mình có đấy, nhưng mà sống ảo cũng đâu có xấu đâu ạ. Em được nhiều người biết đến, nhiều người yêu thích thì sẽ rất có ích trong các hoạt động bên ngoài của em, như tham gia các dự án diễn xuất, nghệ thuật nữa mà. Cũng có vẻ một số người tỏ ra khó chịu với chuyện bạn thả thính vì cho rằng trông cứ lẳng lơ, bạn tự thấy mình ra sao? Thật sự, em nghĩ mỗi một con người không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người được. Cũng phải có người thích, người ghét thì mình mới hoàn thiện bản thân được. Em sẽ cố gắng tiếp thu những ý kiến trái chiều để học hỏi cũng như thay đổi bản thân theo hướng tích cực ạ.
Hình ảnh của bạn cũng đang dần phổ biến hơn với đông đảo khán giả. Vậy sắp tới đóng phim, bạn sẽ lựa chọn nhân vật và kịch bản như thế nào? Sắp tới em có được tham gia vào vai chính một bộ phim sitcom, tính cách nhân vật cũng rất giống em ngoài đời. Mong các bạn hãy đón nhận một thanh tâm trên màn ảnh nhé. Nghe nói bạn vẫn đang là sinh viên, không biết bạn sắp xếp thời gian ra sao để vừa bảo đảm việc học và bảo đảm công việc? Dạ thường thì lịch của em do anh quản lý sắp xếp và không bao giờ trùng lịch học cũng như tốn quá nhiều thời gian của em, nên em và gia đình rất yên tâm. Câu hỏi cuối cùng là bạn thích cuộc sống nổi tiếng như bây giờ nhiều không, hay là muốn mọi thứ bình dị như trước đây? Thật sự thì không thích thì không đúng, thực sự thực, nhưng mà đôi khi có nhiều người biết đến nó cũng có cái bất tiện riêng. Tuy vậy, em đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, bởi vì nhờ có bước đệm này mà em sẽ có thể theo đuổi ước mơ làm nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Hiện tại, Thanh Tâm có crush ai chưa và quan điểm của bạn khi yêu là gì? Hiện tại, em chưa có crush và khi thích một ai đó, em sẽ bật đèn xanh cho người ta biết, nhưng chỉ đến một mức độ nào đó thôi, chứ em không chủ động tấn công nhiều quá. Em cũng không có mẫu bạn trai lý tưởng cố định theo một chuẩn mực nào đó, vì em nghĩ ở một độ tuổi mình sẽ có nhiều cách suy nghĩ khác nhau. Có vẻ như Thanh Tâm không ngại chia sẻ những hình ảnh cũ ngày xưa, mặc cho nhiều người dựa vào đó để nói rằng bạn phẫu thuật thẩm mỹ. Thật ra trong số những bạn yêu mến em, có nhiều bạn cũng có cân nặng như em ngày xưa vậy. Điều đó khiến các bạn tự ti. Vậy nên em cũng muốn công khai những hình ảnh xấu xí của em ngày xưa, để mọi người biết rằng việc dậy thì thành công hay không còn phụ thuộc vào nỗ lực của chính mình. Mình phải biết khuyết điểm của mình ở đâu để cải thiện khuyết điểm thành ưu điểm. Vậy bạn đã trải qua hành trình giảm cân ấy như thế nào? Đó là một khoảng thời gian rất dài và mệt mỏi đối với em. Thậm chí có lúc em muốn bỏ cuộc. Mẹ em lúc đấy rất xót xa con gái, vì lúc đó em không ăn cơm luôn, em chỉ ăn thức ăn và rau thôi. Thời kỳ học cấp 3, em cũng có một nhóm nhảy, một tuần đi tập 3 buổi. Vậy nên lúc đó cơ thể em bị yếu đi và dễ bị bệnh. Lúc đó em cũng giảm được, nhưng giảm rất ít vì cách đó sai khoa học. Sau này em bắt đầu chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh hơn và cải thiện được sức khỏe và cân nặng của mình. Hiện nay, phẫu thuật thẩm mỹ đã đem lại sự tự tin cho nhiều người, và thậm chí công nghệ chỉnh sửa sắc đẹp cũng trở nên nhanh chóng phổ biến hơn trước rất nhiều. Thanh Tâm nghĩ sao? Bạn có muốn thay đổi hay chỉnh sửa gì trên khuôn mặt của mình? Em nghĩ nhiều bạn sinh ra đã có những khuyết điểm trên khuôn mặt, thì việc phẫu thuật thẩm mỹ sẽ giúp các bạn ấy tự tin hơn, thay đổi diện mạo một cách tốt hơn. Còn về cá nhân em không biết sau này em có suy nghĩ khác hay không, nhưng hiện tại em vẫn muốn giữ khuôn mặt mình như vậy chứ không thay đổi. Được biết, ngoài quay các clip trên TikTok, Thanh Tâm có tham gia một nhóm nhảy và cũng có nhiều sản phẩm nổi bật trên YouTube. Từ nhỏ, mẹ đã cho em tham gia các câu lạc bộ văn nghệ aerobic. Lên cấp 2, em có thể tự nhảy ở nhà và luôn ấp ủ có thể có một nhóm nhảy để mình cùng tham gia. Hiện tại, em đang hoạt động trong nhóm Simi, một nhóm nhảy chuyên cover các bài hit của K-pop. Nhóm nhạc mà em thần tượng nhất của K-pop là Big Bang, và em đã theo dõi các anh từ năm 2006 tới nay. Trước đó, em cũng có nghe nhạc của 2NM1 và hiện tại là Blackpink. Em là một fan cứng. Ngoài nhảy múa, bạn có đam mê nào khác? Em cũng rất thích ca hát và diễn xuất. Từ nhỏ, mẹ em đã muốn em là một người toàn diện, nên mẹ cho em đi tập nhảy, tập hát, tập diễn xuất, nên từ đó em bắt đầu thích nghệ thuật. Nếu là một diễn viên thì Thanh Tâm sẽ thích đóng một dạng vai như thế nào? Em nghĩ đó là một vai lật mặt, có thể lúc đầu sẽ dễ thương, bánh bèo yếu đuối, nhưng sau một sự cố, cô ấy sẽ lột xác, không còn như xưa nữa. Nếu có thể thì em sẽ đăng ký các khóa học ngắn hạn về diễn xuất để trau dồi thêm kỹ năng cho mình. Sự nổi tiếng với các clip TikTok thì sắp tới Thanh Tâm và ekip của bạn có những dự định chưa? Có lẽ em sẽ tham gia các dự án sitcom hoặc đóng các MV để cho khán giả thấy nhiều khía cạnh của em, chứ không đơn thuần chỉ là Thanh Tâm với những clip TikTok như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
We'll be right back.